Tiếp theo là đến nguyện thứ ba. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo, qua nguyện kệ dân cũng trong 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sám Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ăn, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ. Nhiên hậu mới tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy đã phá các thủ tục, nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu thầy lễ, đàn trống sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng gìn giữ trao sửa theo những lời chỉ giáo trong phẩm kinh này thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị và việc học Phật cũng tiến xa rồi. Kính mời chư quý vị thính giả và đồng đạo theo dõi phẩm kinh Di Diệu của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, nôn cao đánh thượng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thôi lạnh lùng, phất phơ liễu lúc còn xác thịt đi thi tài hùng an. Tư vi mây phủ nhiều đoan, bồng lai bồ cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiếng cảnh ta về, nôn bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian nghĩ phản hồi. Nghĩ mình trong sạch ni đã rồi, đạo tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã nghi rơi ra, ngọc tâm là hiểu ai mà dám mì trăng. Ngày ra chơi chúng rừng xanh, tôi về kinh kề cười canh đi mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào bật vuông tròn chẳng xong. Chừng nào số nọ nghi qua lòng, trần gian mới rõ nghi tâm mơ lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút bơ nghiêng, thở than ít tiếng
dài miền lòng xôn. Bắt đầu cha đỏ nghi là cứ con, thân này thương chúng hao nghi mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đại mây, gặp trong thế sự còn đầy gian trương. Đò đưa cứu kẻ nghi trầm ma luân, đang chờ dần đến đi mới mừng chúa nghi tôi. Tham thương thế sự lắm môi, giấy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tỉnh một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đối mới, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắt khoai, cháu rào đỡ già tháng ngày cho qua. Nhưng cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chi liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi đàn tay, đặng coi thiên thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đời mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao về bắt non tầng, quân phiền tham báo xa gần cùng y quan. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phôi. Khổ lao đã sắp mơ đến nơi, thế gian kêu mời cõi ăn. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới diễn tâm mà dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chung sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bơm ông. Hiếu trung gặp chúa mới mong trở về.
Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hỏi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng nghi hữu duyên, sửa tâm hiền đức nghi cõi tiên nghi cùng gần. Ta mang mình thật xa trần, ra tay dắt chung nghi được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long hoa, đặng coi hiền đức nghĩ được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác nghi cũng tiêu, thảm thương bá tăng chết chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ thứ sáu xào từ đây. Chinh bóng sẽ về tay, đôi nhìn trần thế sát tay ê hề. Thương trần tay cũng nguy sáng thầy, đặng cho bãi tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được như đức ghi ân, thì ta chẳng phải xác ghi thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát tâm mới còn. Ai mà cửa đăng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu xóm vừa kề. Thương đời dân vật say mê, làm điều gian ác đi thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chực đầy mấy cùng gần. Là nước vừa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ đường cầu lam, tu hành đạo đời chùa ám làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sao lọc lại dứt kỳ cùng chi. Bên dân chớ có sai,
chúng lương chánh trực giữa kề đài mây. Mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tiếc cơ năm xương, chẳng than chẳng thở vì thương thì thế. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi bạn đâu dám mơ sánh vàng mười, ô mê mà lại chế cười thần tiên. Giá từ sơn lạnh lắm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tới. Ở rừng bạn với cao cày, bây giờ xuống thế cao cày lìa xa. Thiên cơ biến đổi càng quan, gặm trong thế giới còn đôi ba. Chúng sanh còn có lập thân ở hội này, tuần quần thiên địa đổi xoay, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ vì không rõ hiểu xa dân của thầy. Hồ Lan ác thú muôn bày, lớp bài lớp chạy sao này đã đoan. Ai mà chớ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước đi giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để khó đứng khổ ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào ôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít ni chẳng vui đâu là. Răng tôi tên gọi mạng xà, trên rừng nói xuống nó tha dương
tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng nghi có thần độ cho. Thương đời hết đi già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to nghĩ làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu tháo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho bài tánh máu hồng bớt kỳ rơi. Tu cầu cha mẹ thành tôi, quốc dương thủy thổ chiều mơ nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lắm hơi men, đừng ham sắc đi lịch lắm phen lệ mình. Tu là sứ tròn ân tình, tàu khang chọc giờ bố kinh đừng phai. Tu cầu Đức Phật Kỳ Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chớ phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên, ra đời xứng hiểu khôn điên, nào ai có rõ thần tiên làm gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cùng xưa ngắm dậy thì mới mau. Tri hiền tâm đức trôi lao, ra công làm kỳ thì thao ra về. Dinh qua ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả đỡ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ dinh chữ dục mấy hồi, đến khi thất vọng làm mồi yêu tình. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phê tình chuỗi lao.
hiểu rồi những việc như lao đao ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới nghênh ngang hồn mà ẩu vài chừa. Bà con nội ngoại già sớm diện phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nàng đua chen giúp dần. Xa thân là cái gông cầm, nếu là chẳng tròn thú hầm sẽ thấy. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai, rèn tâm cho được thân ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở cớ sao ở nhiều lời ngôn ngang, hung hăng ý của giàu sang, chẳng kinh trời Phật mê mang ý tìm dài rồi cái hèn. Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghèo gây có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trên. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắc phải yêu tinh đi hư mình. Sự cho vẹn chữ ý nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà dình gia ca. Nghiêm đường chiếu lên cho an, loạn luân can kỳ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có ý đổi dời, phụ phàng dưa muối sẽ lấy nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét kỳ phần minh cho người. Vô duyên chưa nghe nói mà cười, chưa đi mà chạy hơi người. Vô lớn lên phần gái
làm ăn thì phải cho xin mới làm, phải gìn dũng dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân vân, tam tùng giảng dư lập tâm buổi này, tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đợi cái lệnh gió mây ngoài tình, đi đưa về cũng phải trình công vô ngôn hành, thân à mình phải trao, công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc đi tầm vào chẳng nghĩ nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn đi mới là chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tầng đừng đi dịu dàng, dầu cho mắt kia chữ nghèo nàn cũng là phải sửa ngôn là lời nói, mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng phàn ngang thì cha với mẹ là đức tánh phải không, ở cùng tròn xóm đừng cho mất lòng, bốn điều nếu đã làm xong cũng dình chớ hiếu phục tòng sống thân, dạy rồi những chuyện đức ân phận làm cha mẹ sứ phận như lẽ nào, lỗi làm chớ hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà sạch thư coi
chị tâm này quá nỗi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đêm để nó vào thì là rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ ai dèm xem mi sớm trời chẳng màng. Gặm trong thế sự trần quang, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta liều, mong người tu tinh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người đèn sớm thì xài lâu hơn. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cúng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chơi cờ dài cũng cam, chờ tôi cũng chẳng có ham đi đầu đài. Chữ đừng kể chăng dài, đừng để mau lâu. Giao quyền khắp bớt đau đau, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ nghi ma, cùng kia nói mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc kem, trong đợt lễ nhà tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ ơi cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phú bột cái bình hơn. Lại tim đờn đa 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 tưng y tưng, đem con nghèo sống y mà dưng
làm gì? Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta lúng sâu bi, học nhỏ cứ mãi làm thi gạo đời. Rung đồi gắn chuyện trên trời, tình duyên ca nước dậy thời dội con. Thấy đời ta cũng hiếu vô, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hèn nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bình túng nghèo chẳng nghi than. Hốt thời các bài các ba, nó đòi năm các người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lạp hồi sát hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mẫu mực người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng quyền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi âm. Muốn sao được vừa các lần, hãy nên trao sửa hiện nhân mới là. Những người quê dốt mà thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lắm đời mới biết thâm cao, bây giờ chưa biết ai thao ai gì. Đời xưa có ngủ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luôn xem thấy sự thấp cao, phi
dân hải bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ sinh ra một khi nếu cha mẹ chết làm y lời này là lời truyền giáo của thầy bông hoa cầu Phật hiệp dày đi vô. Còn mình muốn đại làm thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người gặp trong thế sự nực cười, chẳng lo cải xưa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh ý tâm dài tự bi. Đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng, làm tuân trà rượu xin xoan, rồi thì dưới lộn mà án đòi gì. Chương trần làm chuyện dị kỳ, tạo nhiều căn giả chân thầy chẳng theo. Của tiền chớ có nghi bỏ ta theo, chết rồi tế lễ bỏ theo làm gì. Nếu ai biết chữ cha mẹ còn sống dạy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng tiêu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là giống thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho ngày toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng đi. Chưng bài quân tử làm chi, cố đồ bệnh vậy thì xưng gì hôi. Lỗ đàn nghi lỗ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rệt trời. Gặp ai mắt nàng cười chơi, chớ không ra sức giúp đời
điều chi. Hổ mình là bậc tu mi chưa tròn bốn phần mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình vào nam ra bắc mặt tình bốn nhị phi khuyên răng trần thế một khi tuôn đời sắp hạ bằng đây rõ ràng. Dương gian là quyền nói càng cùng xóm cuối làng đâu cũng nghi như đâu. Họ reo dùng mơ trong nhiều câu sai đồng quyến quỷ nói lâu quá nực cười ta khuyên phải các người nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi đừng ngó đừng làm chi nghìn ngàn kêu múa có khi hại mình nghe không thì cũng mặc tình nói cho rõ rệt dân tính không làm quan âm nam hải vô đà cùng thầy ra lệnh nên tăng giáo truyền thánh thần Nam mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật cứu nay dương trần khuyên đừng chửi thánh mắng thần xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên lương thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian câu ai thượng đế ngọc hoàng dương trần hung ác đã đoan quá nhiều chúng sanh ngang ngược nghĩ làm liều ngọc hoàng ngày muốn nghĩ sự tiêu cho rồi minh dương khỏi đứng khô ngồi thảm thương lệ thứ mắt hồi gian truân trước đền mắt y ngọc lụy sân quỷ yêu bài tắt biết chừng nào ôi làm sao cho giải được vui cúi đầu lại Phật cầu xin đi cứu trần lời khuyên xưa cùng nghĩ một lần nay mượn
trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cùng Phật ngã cùng nghi trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát tự à bi, chèo thuyền bát nhã đi cứu thì trần gian. Gió đưa nước sông nghi bờm mi loan, rước người tu niệm thế gian về tình. Ai bà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách đi mất tình yêu đương. Bà môn tài phép mi như đào tường, kêu trời dập đất kỳ cung thì già rơi. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó là nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc đi lũ mê hồn chúng mà sanh. Thành bên giấy đầu nghi cùng rằng, nếu tình thời mắt ký tan y tàn về sau. Bây giờ thì bất ngư luận người nào không dùng của thế sắc nghi bào cùng nghi không. Nói cho dính giang đẻ tiên tài phép mi đa đoan, phi đào bửu kiếm mê mang mắt nghi trần. Phật truyền cứu an ba thánh một lần nạn nghi nguyên. Phiên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện đi sao. Lớp thì ác thú dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó là mồi cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Giờ con mãi lòng lừa, chẳng lo kiếm chỗ đột mưa sao này. Hiền lành chừng đó xâm
quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phong. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thường. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắp thảm ngày rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì đã đài ngọc các lân mới kề. Giờ kẻ ơi nhúng người trề, chê ca rằng dài rằng khờ cũng nghi cam. Dương trần bỏ bớt kỳ tâm tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác kỳ gian. Để sao coi hồi coi hàng, coi tiên coi Phật mới hoang bỡ trần. Đêm đàn đi thoải chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu sao, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói ơi cũ làm càng, trộm gà cấp dịch xóm làng, ghét kỳ dân. Khi xưa tay cũng làm thơ, mà đời gần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho nghi trần tới vị tình, đàn tiên cõi tổ phi phân minh hai đường. Bây giờ hát đi bộ ơi là thường, để sao Phật hát đi tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy ơi cũ mềm, tiền buồn ngu lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mã thêm nhăn cho đời. Hạ quân ơi lòng già đôi
dời. Bây giờ khổ đau nghĩ đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó nghĩ ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói càng lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa đi xuống xe, ăn xài phí của lùa thế nghi làm gì. Xuống trần ta dạy cố lì, cố cho chẳng thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lớn xe đôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới hề thay phơi. Tráng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu vi, hãy mau thử tình kiếm thì quyền nhi cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử di, quang minh sáng suốt dậy thì dân ôi. Thương ý dân khó đứng không ngồi, xót xa và ngốc bội hồi tâm chung. Gió giông thì còi cây rung, phương xa có giặc thung dung ở đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho nhiều tiếng cảnh bồng lai nhiều người. Xem trời có nỗi vui cười, lo giàu lo lời chẳng rồi bớ dân.
mẹ cha là kẻ trồng dưỡng nuôi bao nhiêu lúc thân yêu già dưỡng linh đơn hoài mới là có chị cung nấy vậy mà dân ngôi tớ là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay mà ai tranh luận đấu tài phiên dân nên hãy miệt mài chữ tu giáng này xa cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đón đời này văn minh sửa mặt sửa mày áo quần la mướt ngày xài ăn chơi dọn xem hình dốc mi lạ lời xa đường ăn nói những lời nguyện qua trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lạnh xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng chào hiền đức ý học hành làm chi khôn ngoan đời nhân ơi chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê người xưa nó lại kinh chê ông cha bài u mê hơn mình tự do trai gái kết nì tình với lo trao thừa cho mình đẹp tươi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng tin cha mẹ nói cười lạ lời xóa hình xưa sắc chiều mới đang là những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ ngã trọng kim phụ cha phạm chúa nghi lỗi niềm tôi con thấy đời chẳng hà con do ai nuôi cho mà còn khinh khi ông cha thuở trước đi ngu si mà ai mà thật kỹ hơn thì đời nay học hay lợi dụng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài lã lê gặp ai đói rách đi cười chê miệng kia hẹn mở
chửi thề gian răng. Chẳng lo rèn chi lập thân, để làm sao cha khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bốn phần hay hơn y ba vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cùng y sân. Nhất năm giai tình triều minh, nàng kiều dị hiếu uy bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mang hàm bạc xương cùng nhìn ghét ưa, ta cũng mơ mặc tình nghiệp kim suy cổ biện minh. Ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa răng rao cho rồi. Giảng này chỉ các điều tôi khuyên dân hãy răng mà mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miệng cho ba tánh nỡ nàng gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tướng Phật thì là coi. Tháng ngày như thế đưa tôi, nguyện cầu thế giới bất ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xếp mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cản lời mà còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngủ ngôn. Tới đây ta giả là người thôn, ngọc thanh lui gót phi bôn đám kỳ. Hiền thần sách sử nêu ghi, miếu son tạc đế tu mi chúng thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần,
nhìn đi xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng sáng đêm vào lòng. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cũng trong cùng nhìn. Xưa trao là vọng của mình, xưa nay lời lẽ xứ kinh rõ ràng. Chừng nào ta nghi gặp hơn nghi hoàng, chúng sanh mới hết nghi vàng nàng số căn. Mạnh tông xưa cùng ở gốc kỳ măng, đất cô nấy một nghi rõ đồng phần ta niệm chữ từ bi đồ đời. Muốn xem được Phật ơi, được khi trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Ba gia cùng việc tu không đời hướng đáng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật tương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng xót lời. Nữa sao đến việc ngã biết nghỉ đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tôi đây cùng dứt vàng kinh, nếu ai biết sửa tâm màu. Nam mô Lòng Sơ Nguyện Cầu, chúc cho ba tâm đi muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đặng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ ba tăng vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.